Xin chào các bạn, là mình Văn Lộc đây. Và xin chào các bạn lại quay lại học tiếng Anh của mình nhé. Và chúng ta sẽ sang chương 2 của cái chương tuyệt vời cho cái môn tiếng Anh này. Và chương này sẽ kéo dài cho đến gần như là hết giáo trình. Thì chương này chúng ta sẽ chủ yếu là học nghe nói và kết hợp ngữ pháp. Chủ yếu là chúng ta sẽ kết cấu được cái ngữ pháp của chúng ta trong cái vấn đề giao tiếp. Thì Lộc muốn cung cấp cho bạn những kiến thức để các bạn có thể áp dụng tiếng Anh của mình. Bài đầu tiên của cái chương 2 này thì Lộc mới hướng dẫn cho các bạn một cái cách để các bạn học được một cái từ mới, cách để các bạn học được từ mới. Thì cái điều quan trọng nhất của một ngôn ngữ đó là các bạn phải có nhiều vốn từ. Các bạn càng có nhiều từ mới càng tốt. Thì từ mới nó chính là cái để mà chúng ta sử dụng trong nghe nói đọc viết, là từ mới là cái quan trọng nhất. Và các bạn có thể sai một chút ngữ pháp không ảnh hưởng gì, hoặc là nhớ nhầm một chút ngữ pháp có thể không ảnh hưởng gì, vì người ta có thể nghe nói người ta vẫn hiểu được. Nhưng mà các bạn mà sai cái từ mới và thiếu cái từ mới và không có từ mới để sử dụng thì nó rất là khó khăn cho cái việc sử dụng tiếng Anh của mình. Sử dụng tiếng Anh 80% sử dụng từ mà thôi, 80% chính là sử dụng từ mà thôi. Thật ra các bạn học được từ thật tốt thì ngữ pháp các bạn hơi chảnh choảng một tí thì nó vẫn cứ là ok hơn, hơn là các bạn chỉ biết ngữ pháp mà từ mới thì không biết cái gì, thì không biết từ mới mà không biết nhiều thì rất là khổ. Thế cho nên là các bạn phải cố gắng học càng nhiều từ mới càng tốt nha. Thì trong cái bài đầu tiên này các bạn sẽ nhìn thấy đây là liệt kê cho các bạn từ. Thì Lộc sẽ liệt kê cho các bạn ở đây một số các từ quan trọng, để các bạn học một cái từ mới. Thì cách học từ mới thì các bạn nhớ cho Lộc là một từ mới luôn luôn có bốn cột. Bạn nhìn vào cái từ mới mà Lộc điền ở đây, Lộc viết ở cái bài đầu tiên này. Cái từ vocabulary, các bạn sẽ thấy từ này vocabulary, các bạn sẽ thấy cột thứ nhất là cách viết của nó. Đấy là cách viết là vocabulary, đúng không? Đấy là cái cách viết của nó, nhưng mà cách đọc của nó là sẽ bên cạnh nó âm v, đúng không? Âm ơ, âm k, âm e bẹt, âm b, âm g, âm giờ g, âm u, âm l cao, âm ơ, âm giờ lặng và âm y ngắn. Rồi cái chữ n này, là cái gì? Cái chữ n này là cái loại từ, loại từ là cái gì? Loại từ đó chính là thể hiện cái tính chất của cái từ đó, và cuối cùng là nghĩa. Thì bây giờ mình sẽ phân tích các bạn hiểu cái cách học nhé. Bây giờ đầu tiên ta sẽ có cột thứ nhất, cột một là cách viết. Cách viết thì không phải bàn rồi, đúng không? Nó viết như nào các bạn chỉ có nhập luôn thẳng từ từ điển vào thôi. Cột thứ hai là cách đọc. Cách đọc cũng vậy, đúng không? Các bạn học cách đọc trong cả một cái chương ngữ âm rồi, đúng không? Các bạn chỉ có nhìn thấy họ đưa cho cách đọc là ta phải bắt buộc phải đọc như thế. Cột thứ ba, cột ba là cột loại từ. Loại từ thì các bạn sẽ hiểu, bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu các bạn nào mới nhập môn guitar, bạn sẽ không hiểu loại từ. Loại từ là chỉ chức năng, tính chất của từ đó. Rồi. Và cuối cùng là nghĩa. Cột 4 là nghĩa. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, Lộc đã liệt kê cho các bạn ở đây những cái từ mới về phần loại từ. Các bạn sẽ thấy là có từ danh từ ơ ủ, đúng không? Là danh từ. Ơ vơ là động từ, đúng không? No là danh từ. No. Hoặc là có một số từ, có một số nơi họ đọc cái âm này âm a u thì là ao, nào, đúng không? Ao hoặc là ơ hoặc là lâu thì là danh từ và động từ. Thì cái loại từ thứ nhất là danh từ và động từ. Danh từ là từ chỉ tên riêng hoặc là một địa danh hoặc là sự vật sự việc gì đó thì là danh từ. Động từ là chỉ hành động, đúng không? Cái này các bạn học tiếng Việt là dễ rồi. Loại thứ hai là động từ to be. Các bạn nhớ là động từ to be chỉ có 3 từ thôi, am, be, are, nhưng mà nó sẽ biến đấu theo các thể loại thì nó sẽ thành were rồi là các thứ nữa. Rồi sau này các bạn sẽ nhớ, nhưng các bạn nhớ là
động từ to be, nó viết là to be, to be abia. To be có nghĩa là thì, là ở, bạn hãy nhớ nhé, to be có nghĩa là thì, là ở. Thì là ở, ví dụ như cô ấy thì đẹp, nhưng mà không bao giờ chúng ta tiếng Việt ta nói cô ấy thì đẹp, và chúng ta chỉ nói cô ấy đẹp thôi, nhưng tiếng Anh thì phải nói cô ấy thì đẹp đấy, ví dụ vậy. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt ta chỉ nói, chúng ta chỉ dịch là cô ấy đẹp thôi, hoặc là tôi ở Hải Phòng, đúng không, tôi ở Hải Phòng thì chúng ta sẽ dịch đủ là tôi ở Hải Phòng, ví dụ thế. Hoặc là tôi là người Việt Nam thì chúng ta sẽ dịch đủ là tôi là người Việt Nam đấy. Nhưng ví dụ tôi thì đẹp dai thì không ai nói là tôi thì đẹp dai cả, tôi đẹp dai thôi, đúng không, chỉ bỏ chữ thì đi. Đến từ tiếp theo là từ grammar, grammar a e đúng không, a e ở grammar ngữ pháp. Đây là thể loại danh từ, cái n là danh từ, n là viết tắt của chữ nào này, chữ lâu đấy là danh từ đấy, là danh từ nhá, n là danh từ đấy. Cột thứ ba này nó sẽ thể hiện cái như vậy. Cái động từ to be thì các bạn nhớ là động từ be rồi, cái chữ ngữ pháp grammar là ngữ pháp, ngữ pháp nhá, bạn nhớ ngữ pháp là grammar. Tiếp theo là đến loại từ, tiếp theo đến thán từ này, thán từ là interaction, interaction vẫn là danh từ, danh từ, thán từ. Cái tính chất của cái từ này là danh từ và nghĩa của nó là thán từ, các bạn nhớ hiểu chưa, tính chất của cái từ này là danh từ, tính chất tất cả những cái từ này là danh từ, nhưng mà nghĩa của nó là từ lâu nghĩa nó là danh từ, từ verb nghĩa nó là động từ đấy, từ grammar nghĩa nó là ngữ pháp, từ interaction nghĩa của nó là thán từ nhưng nó là thể loại danh từ đấy, nó chỉ một cái tên riêng. Tiếp theo là nó có adjective thì có nghĩa là tính từ và vẫn là thể loại danh từ, A-E, đúng không ạ, adjective, đúng không? Trọng âm và âm thứ nhất, đúng không ạ, như từ interaction, đúng không ạ, interaction thì các bạn, cái từ interact, cái từ rect này nó là rất là nặng, bởi vì là trọng âm vào cái từ rect này, đúng không, hay từ gram, gram thì trọng âm vào đây, đúng không, để tương tự như vậy. Tiếp theo nó có đại từ nữa, pronoun, thêm sắc vào bởi vì là trọng âm nó rơi vào âm pro, pro nào là đại từ, đúng không? Rồi đấy là những cái phần mà chúng ta cần phải học. Khi ta học một từ mới, chúng ta phải biết nó là thể loại từ nào, nó là danh từ, động từ, hay là thán từ, hay là đại từ, hay là tính từ. Đấy. Đấy thì đấy là cái phần mà các bạn phải chú ý khi các bạn học một từ, các bạn phải chú ý đến cái phần của nó, đó chính là loại từ, thể loại từ, các bạn nhớ là thể loại từ nhé, nó là thể loại từ nào. Đấy. Có đôi khi nó là danh từ, tính từ, động từ, đúng không, danh từ là chỉ danh là tên riêng, chức năng riêng, đúng không, sự vật sự việc, động từ là chỉ hành động rồi, đúng không, thán từ là chỉ kể một câu cảm thán, đúng không, từ cảm thán, để câu đó nó mang cái cảm xúc của con người, đúng không, cái từ đó mang cảm xúc của con người. Và tiếp theo là tính từ là chỉ màu sắc này, đúng không, tính chất này, đấy là tính từ. Và cuối cùng là đại từ, đại từ như là một cái từ đại diện, ví dụ tôi là đại từ, đúng không, hay là dây là họ, đúng không, họ chính là một đại từ, đại từ chính là một từ đại diện thôi. Đấy thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ có hello, hi, và đó là cái phần mà chúng ta phải nhớ về các loại từ nhé. Các bạn nhớ là cột thứ nhất là cách viết, cột thứ hai là cách đọc, cột thứ ba là loại từ, loại từ thì có danh từ, động từ, tính từ, thán từ, đại từ, đúng chưa, và cột thứ tư là nghĩa, đúng không, các bạn nhớ cho mình là cột thứ tư là nghĩa nhé, nghĩa thì các bạn phải nhớ. Đấy. Vocabulary là vốn từ, vocabulary không phải là từ mới nha, mà là vốn từ, vocabulary. Đấy. Từ mới là new word, tại sao từ new word sao, vocabulary vốn từ, danh từ, verb động từ, to be này, am is are ngữ pháp nhá, là grammar, thán từ này, interaction thán từ. Rồi tính từ adjective. Rồi pronoun là đại từ. Rồi chúng ta sẽ có hai từ tiếp theo, hai từ mang tính chất thán từ, là từ hello và từ hi. Từ này có lẽ chúng ta không phải học, đúng không, từ này có lẽ không phải học, nhưng mà người nào bỡ ngỡ thì vẫn cứ phải học từ này, từ này, hai cái từ này cực kỳ quan trọng.
Bởi vì là nó là cái đầu tiên của cái giao tiếp mà nó nói sai cái này là rất là dở. Từ thứ nhất là từ heno, thực ra nó không phải là heno mà nó là ơ và ơ ủ. Ơ là hơ, ơ ủ là ơ ủ là lơ, hello. Ở trong âm ấm thứ hai đúng không? Hơ lơ đúng không? Âm hơ là đánh huyền, âm lơ là đánh sắc, đó. Hello. Ở trong âm thứ hai mà đúng không? Thì đây là một thán từ xin chào. Hello đúng không? Hello. 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 Đấy. Hello. Đấy là xin chào nhá. Hello. Đấy là xin chào. Rồi tiếp theo là từ hai. Các bạn nhìn thấy từ hai này. Từ hai thì là ai ai hỏi hai thôi đúng không? Ai ai hai đúng không? Hai. Nhưng mà cái từ hai này và từ hello này nó khác nhau một chút, các bạn phải nhớ cho mình. Là từ hai nó nhí nhảnh, nó kém lịch sự hơn là từ hello. Từ hello nó lịch sự, nó trang nhã, nó trang trọng hơn là từ hai. À, từ hai. Từ hai thì chủ yếu là những anh em bạn bè, rồi là những người thân cận với nhau, rồi là những người gọi là giao tiếp bình thường với nhau thì mới dùng hai thôi. Còn những người mà trong cái môi trường nó trang trọng lịch sự, giám đốc hay là tất cả những người và bạn đi ký hợp đồng, rồi tất cả những con người đang ở trong cái môi trường nó rất là trang trọng trang nghiêm thì các bạn phải dùng từ hello, đừng bao giờ dùng từ hai trong cái môi trường trang trọng. Đấy, các bạn phải nhớ là hai từ này đấy, và các bạn phải ôn lại cho mình các từ thứ nhất hi, hello, pronoun, adverity, interaction, grammar, to be, am, is, are, verb và now. Rồi cái phần từ mới thì coi như là đã xong. Thì các bạn nhớ cho mình ôn lại các từ này, nhất là vocabulary. Các bạn phải nhớ đọc đúng, đừng đọc sai. Vocabulary. A noun, danh từ. A verb, đúng không? Am, e, are. Grammar. Interaction. Adjective. Pronoun. Hello. Hi. Đấy. Vocabulary, các bạn nhớ nhé. Vocabulary, đừng mơ đọc vocabulary nhé. Và các bạn nhớ là cái cách học một từ mới này nó dễ thì lần sau là không nhắc lại nhé. Các bạn nhớ cột thứ nhất là cách viết đúng không? Đấy. Vocabulary này, vocabulary này là cách viết này, cách đọc này, vocabulary cách đọc này. Sau đó đến loại từ, chữ N là viết tắt của chữ L là danh từ, chữ V sẽ viết tắt của verb là động từ đúng không? Đấy, to be thì là amia này, còn interaction thì chữ inter này, chữ int sẽ viết tắt của là thán từ, từ nào viết tắt là int sẽ là thán từ đúng không? Adjective các bạn sẽ nhớ là adjective, các bạn nhớ là từ adjective sẽ viết là adj nhá, adj này. Tiếp theo là pronoun, các bạn sẽ nhớ pronoun là đại từ, pronoun thì viết tắt là pro nhá, và chữ n là đại từ. Đấy, như cái từ int này là interaction chính là thán từ này đúng không? Đấy các bạn nhớ nhá, cột thứ nhất là cách viết, cột thứ hai là cách đọc, cột thứ ba là loại từ, và cột thứ tư là nghĩa. Các bạn nhớ học một từ các bạn nhớ cả bốn cái này, và các bạn nhớ học cách đọc của nó thì phải nhớ cả là nó trọng âm và âm nào nhá. Các bạn nhớ âm trọng âm và âm nào. Rồi, hello là trọng âm. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang một cái phần ngữ pháp một chút. Ngữ pháp thì chúng ta sẽ chỉ học một ngữ pháp thôi, đó là ngữ pháp của ai là tôi và my là của tôi. Chúng ta sẽ có là từ ai là pronoun là tôi, và từ my cũng là pronoun của tôi, nhưng mà từ my nó từ my có nghĩa là của tôi thì có nghĩa là đại từ, nhưng mà nó là đại từ sở hữu pro. Các bạn nhìn sang đây này, pro là pronoun. Các bạn nhìn sang cột bên cạnh này, các biết là pronoun là đại từ đúng không? Thì bên cạnh này là ta viết tắt đây, pronoun là tôi, đây là đại từ tôi, nhưng mà của tôi cũng là một đại từ, còn nhưng mà nó gọi là đại từ sở hữu. Cái gì của tôi? Ví dụ như cuốn giấy này là của tôi này, đấy, hay cái kính này là của tôi này, đấy, hay là bút này là của tôi này, bút là của tôi. Thì cái của tôi trong tiếng Anh nó là một đại từ và nó lại gọi là đại từ sở hữu bởi vì nó thuộc về tôi mà. Các bạn nhớ cho mình từ ai, từ mai viết là mi, đọc là ma. Đấy, viết là mi đọc là a, loại từ là đại từ sở hữu của tôi. Đấy, các bạn học một từ mới các bạn học như thế nhá. Thì đây là cái ngữ pháp của nó, ai my. Đấy, thế nó rất đơn giản. Cái bài này chủ yếu là mình muốn chia sẻ các bạn cách để các bạn học một cái từ mới, là các bạn phải nhớ cột thứ nhất là cách viết, cột thứ hai là cách đọc, cột thứ ba là loại từ,
và của từ từ là nghĩa. Các bạn học một từ, các bạn học 4 phần như vậy, các bạn sẽ cảm thấy là 4 cái phần này nó rất là khó học, nhưng mà các bạn phải cố để học, để ghi chép nó lại. Các bạn nên ghi chép nhiều thì sẽ nhớ nhiều, bởi vì ghi chép chính là cách để tốt nhất để cho bộ não mình có thể nhớ đấy. Các bạn cố gắng ghi chép thật nhiều nhá. Rồi là các bạn làm các hình thức giấy nhớ này, rồi là dán cả ở khắp nơi trên tường này, rồi đọc đi đọc lại nhiều lần này. Thì có một cách khác để học từ mới nữa là các bạn sẽ học trong một đoạn văn, nhưng mà chúng ta chưa đến cái trình độ đấy, đúng không? Chưa đến trình độ đấy thì các bài sau Lộc sẽ hướng dẫn các bạn học đến cái trình độ học tiếng Anh nhớ từ mới bằng đoạn văn. Thì còn cái bài này thì sẽ dừng ở đây nhá. Bài này sẽ dừng ở đây, chủ yếu bài này cũng là những cái từ để các bạn học cái bài tiếp theo thôi. Đây là cái nền tảng để các bạn học tiếp theo, chứ chưa có gì vào đoạn văn hay bài viết cả. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.